tin tức về an toàn thực phẩm, đồ uống còn sót lại. Mọi người thường hay dùng đồ uống lạnh. Bạn có biết một sự thực là đồ uống nếu đã mở thì hạn sử dụng, ngày hết hạn của sản phẩm sẽ ngắn đi không? Có sự khác biệt theo từng quốc gia. Đồ uống được sản xuất và quản lý một cách an toàn theo pháp lệnh liên quan đến thực phẩm và theo hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mỗi quốc gia. Đồ uống còn sót lại khi được bảo quản trong tủ lạnh, bạn cũng nên uống hết trong vòng 2-3 ngày. Chúng ta hãy cùng xem cách bảo quản đúng đối với đồ uống còn sót lại nhé! Nếu bạn úp ngược đồ uống có ga còn sót lại, chất lỏng sẽ chặn lối vào, do đó lượng carbon sẽ được loại bỏ ít hơn. Khi đồ uống được bảo quản đông lạnh, đồ uống sẽ nở ra nên vật chứa sẽ bị biến dạng. Do quá trình đông lạnh, mùi vị cũng có thể bị thay đổi, do đó đây không phải là cách bảo quản thích hợp. Thay vì nhanh chóng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chính xác hơn. Viện Thông tin An toàn Thực phẩm.